Hi, xin chào tất cả mọi người, rất vui vì đã gặp lại mọi người trong chương trình Mới Có Tâm Thảo. Thì trước khi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì Thảo xin gửi lời cảm ơn chân thành của em đến tất cả mọi người đã yêu quý em trong thời gian vừa qua nha. Thì hiện tại kênh của em đã đạt được hơn 1.000 người đăng ký đầu tiên rồi, thì em xin cảm ơn hơn 1.000 anh chị đã đăng ký kênh ủng hộ Thảo ha. Và cũng như là mọi người đã xem các cái video của em trong thời gian vừa qua và đã góp ý cho em rất là nhiều sau các video em phát sóng để em có thể hoàn thiện hơn cho đến thời điểm hiện tại nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á. Và nếu như tình hình dịch nó ổn định hơn á thì sắp tới thì em sẽ triển khai là một tuần 2 clip để có thể gửi đến những cái sản phẩm mà mọi người yêu cầu nè, cũng như là chia sẻ những cái sản phẩm mà em trải nghiệm cảm thấy ok để mọi người có thể tham khảo thêm, mình có thể chăm sóc da của mình ok hơn nha. Thì ok, về cái chủ đề của video lần này á, thì cách đây khoảng gần 4 tháng thì em có review một cái kem body trứng của nhãn hàng Winnie Skin đó mọi người. Thì sau cái video đó thì mọi người yêu cầu em rất là nhiều làm về cái tấm trắng trứng gà của Winnie Skin luôn. Thì hôm nay thì em sẽ làm cái clip này để gửi tặng mọi người nha. Và mọi người đừng quên nhấn cho thật nhiều like, thật nhiều chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Đầu tiên sẽ về cái giá của sản phẩm nha mọi người. Thì cái sản phẩm này có giá niêm yết là 166.000 trên một set gồm có 3 gói bên trong, mình sẽ sử dụng được 3 lần nha. Còn về cái mặt thiết kế của sản phẩm này, về mặt in ấn mọi người, thì em thấy về phần chữ nó in ấn khá là rõ ràng và sắc nét cũng như không bị lỗi chính tả gì cả. Còn bên trong ba cái gói mọi người thì em thấy thiết kế rất là dễ thương, nhìn khá là cute luôn ha. Tuy nhiên về cái điểm trừ duy nhất về mặt thiết kế của sản phẩm này thì em nghĩ là đây là cái vỏ hộp, nhưng mọi người nhìn thiết kế khá là mỏng manh, nói chung là hơi rẻ tiền một chút xíu ha, so với cái giá thành của nó nha mọi người. Còn về cái bảng thành phần của sản phẩm này thì nó chỉ có một bảng thành phần duy nhất trên cái hộp này thôi nha. Thì tại sao em lại nhấn mạnh ở cái điểm này thì phía sau video thì em sẽ có nói rõ hơn cho mọi người hiểu hơn ha. Đầu tiên trong cái bảng thành phần này đó chính là nước nha. Tiếp theo sẽ là Robilene Glycol nè, dầu jojoba hay là glycerin thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da mọi người nha. Còn xanh thanh gum ở đây thì nó sẽ có tác dụng là tạo độ gel, tạo đặc cho sản phẩm á. PF40 Hyaluronic Castor thì đây là một cái hạt chất nó giúp nhũ hóa, là mềm hay là một chất hoạt động bề mặt ha. Tiếp theo sẽ là hương liệu nè, rồi sodium hyaluronat thì đây là một cái muối của HA thì nó cũng sẽ giống như HA mọi người, thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da mình nè. Còn lá trà xanh đó thì nó sẽ có tác dụng là kháng viêm, kháng khuẩn, làm se, dưỡng ẩm cũng như là giúp làm dịu da nha. Còn 0,2% phenol ở đây đó chính là chất bảo quản mọi người, và phía sau cái chất bảo quản này thì em thấy nó còn rất là nhiều những cái hoạt chất khác nữa, nãy giờ mình chỉ phân tích được khoảng gần một nửa bảng thành phần thôi nha. Thường á, nếu như mọi người theo dõi em thì mọi người sẽ thấy em hay nói á, là những cái hoạt chất đứng phía sau chất bảo quản hay là hương liệu thì thường thì em sẽ không đánh giá cao về cái tác dụng của nó lên trên làn da, là bởi vì nếu như một cái sản phẩm mà nó an toàn cho da thì cái chất bảo quản cũng như là hương liệu mọi người thì nồng độ phần trăm của nó rất là thấp luôn á, cho nên những cái hạt chất đứng sau thì nó phải thấp hơn nữa, cho nên là tỷ lệ phần trăm của nó thấp quá khi mà sử dụng lên da, thì về cái mức độ tác dụng á mọi người thì em cảm thấy là nó không có cao là như vậy nha. Cụ thể thì ở đây là phenol là 0,2% mọi người, cho nên những cái hoạt chất phía sau thì nó sẽ rất là thấp luôn nha. Đầu tiên phải kể đến là bột ngọc trai thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng trắng cho làn da mình nè. Rồi lô hội nha đam á mọi người thì nó sẽ tác dụng là kháng viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ là điều trị mụn, giúp làm dịu da nha. Còn bột nghệ ở đây á thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng trắng da nè, làm mờ thâm sẹo, kháng viêm, hỗ trợ điều trị mụn ha. Dầu ô liu thì sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da mình. Còn collagen trong mỹ phẩm dạng hoa mọi người thì thường nó chỉ dừng lại tác dụng là dưỡng ẩm thôi. Tuy nhiên em thấy có khá là nhiều những cái nhãn hàng mỹ phẩm cũng quảng cáo là nó giúp nâng cơ, rồi trẻ hóa, rồi giúp làm giảm nếp nhăn, chống lão hóa. Rất là nhiều những cái công dụng xoay quanh collagen ở dạng thoa khi mà được quảng cáo ra, và hầu như có một số nhãn hàng luôn á cũng nói là bổ sung collagen nhiều hơn để chống lão hóa, bổ sung collagen gấp 3 gì đó, rất là nhiều luôn á. Tuy nhiên collagen ở mỹ phẩm dạng thoa thì nó không thể nào mà thẩm thấu được vào da mọi người được, bởi vì nó cấu trúc phân tử của nó rất là lớn, cho nên nó chỉ dừng lại ở tác dụng là giúp cho làn da mọi người dưỡng ẩm thôi nha. Còn nếu như mọi người muốn chống lão hóa, nâng cơ, trẻ hóa gì đó thì mọi người nên sử dụng kết hợp cái dạng uống á, thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều luôn ha. Tiếp theo nữa sẽ là tảo biển nha mọi người, thì nó sẽ có tác dụng là chống oxy hóa cũng như là dưỡng sáng da nè.
Rau má thì nó cũng thể có tác dụng là kháng viêm, giúp giảm hâm sẹo cũng như hỗ trợ điều trị mụn ha. Dưa lưới thì nó sẽ có tác dụng là làm dưỡng ẩm, làm dịu da nha. Mastoretin đây một hợp chất giúp làm kết dính cho sản phẩm nè. Còn rễ cam thảo thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng trắng. Ngoài ra đây là một hoạt chất giúp chống nắng nhẹ tự nhiên cho làn da nha. Tiếp theo nữa sẽ là cái dầu cám gạo thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm. Cuối cùng thì là bột trứng, và bột trứng ở đây thì họ không có nói là bột trứng của lòng trắng trứng hay là lòng đỏ trứng. Tuy nhiên về trứng của mọi người thì thường nó sẽ nghiêng về cái công dụng là tẩy tế bào chết cho làn da của mình nhiều hơn ha. Về cái sản phẩm này á, bên trong á, thì nó sẽ gồm có 3 gói nha mọi người. Một gói màu trắng bạc được quảng cáo là chiết xuất từ lòng trắng trứng gà, và nó sẽ có tác dụng là tẩy tế bào chết và kim luôn tắm trắng. Cho nên là mình sẽ sử dụng vào cái tuần đầu tiên nha mọi người. Còn có hai cái gói màu vàng này á thì được quảng cáo là chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà, và mình sẽ sử dụng vào cái tuần thứ hai và tuần thứ ba ha. Và cái gói lòng đỏ trứng gà này thì được quảng cáo là chứa các vitamin B hay vitamin A nha. Giúp làm mà sáng da nè, mờ cái vết thâm đòi mồi, hơn nữa nó còn giúp phục hồi những cái làn da mà do nhiễm độc kem trộn mọi người. Thì đó là lời quảng cáo của hệ thống của sản phẩm này cũng như là post của sản phẩm này nha, em không hề nói thêm nha mọi người. Tuy nhiên trên cái bảng thành phần này em thì em không có thấy nhắc đến cái vitamin B trong đây cũng như là vitamin A trong đây nha, cho nên em không biết bảng thành phần này thực sự nó đã đầy đủ hay chưa ha. Tiếp theo sẽ là cái cách sử dụng của sản phẩm này nha. Về cái tuần đầu tiên á thì mọi người sẽ sử dụng cái gói lòng trắng trứng trước nha mọi người. Thì về cái chất của cái gói này á thì nó sẽ có cái màu trắng đục giống như sữa. Khi mình sử dụng thì mình chỉ cần massage cái lượng vừa đủ lên trên cái vùng da mà mọi người cần tắm trắng thôi nha, và mình để khoảng từ 20 đến 30 phút và mình rửa sạch lại với nước nha. Về cái cảm nhận của bản thân em khi mà để cái sản phẩm này lên da, về cái điểm khen đầu tiên là cái sản phẩm này nó không hề gây ngứa hay châm chích hay khó chịu gì khi mà em để cái sản phẩm này lên da cả. Còn về cái điểm khen thứ hai dành cho cái sản phẩm này là em cảm thấy về cái mùi hương của nó mọi người, nó không hề bị hôi, bị hắc hay là cảm giác nó có mùi tẩy gì cả, nói chung là không có nha. Nó hoàn toàn khác so với những cái sản phẩm tắm trắng mà em đã từng test trên kênh nha mọi người. Còn về cái cảm nhận của em sau khoảng gần 30 phút em để cái sản phẩm này lên da mọi người, thì sau khi rửa sạch lại với nước á thì em cảm thấy là cái làn da em nó rất là sạch luôn nha. Và cái độ lên tông của nó cũng có nha, khi mà so với cái vùng da mà mình không test nha mọi người thì nó lên tông khá là rõ nha. Và đây là hình ảnh mà em test nha mọi người, có thể tham khảo ha. Tuy nhiên về cái sản phẩm này sau khi test mọi người, em vẫn cảm thấy cái làn da của em nó không có được ẩm mịn đúng không mọi người. Nói chung là sờ và em cảm giác nó hơi khô nha. Mặc dù trên cái bảng thành phần của sản phẩm này có rất là nhiều những cái hạt chất dưỡng ẩm luôn, tuy nhiên em vẫn chưa có cảm thấy được cái độ ẩm và độ mịn của cái sản phẩm này nó mang đến cho làn da em nha mọi người. Còn về cái tuần thứ hai và cái tuần thứ ba thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái gói lòng đỏ trứng, là cái gói màu vàng này nha mọi người. Về cái chất của cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái chất màu vàng nhạt ha. Khi mình sử dụng thì mình cũng sẽ thoa và massage lên cái vùng da mà mọi người cần tắm trắng á. Mình sẽ để khoảng 20-30 phút và mình rửa lại với nước thôi nha. Và cái cảm nhận của em khi mà sử dụng cái gói màu vàng này thì nó cũng sẽ giống như cái gói màu trắng này mọi người, thì nó không có hề bị ngứa, châm chích hay khó chịu gì trên da cả. Và về cái mùi hương của nó cũng vậy, nó không hề bị hôi, bị hắc hay là có mùi tẩy gì cả nữa nha. Nói chung là về hai cái gói này nó có một điểm khen là như vậy ha. Còn về cái độ bật tông cũng như là sau khi để cái sản phẩm này sau khoảng gần 30 phút mà em rửa sạch lại với nước á, thì em cũng cảm nhận được cái làn da của em nó sạch nha mọi người, rất là sạch luôn á. Và khi mà so lại với một bên tay mà em không có test á thì em cảm thấy là làn da của em nó lên tông khá là rõ và mình có thể nhìn vào mắt thường, cũng như khi mà em chụp hình lên cho mọi người thì mọi người cũng có thể cảm nhận được cái làn da nó lên tông khá là rõ ràng luôn nha. Tuy nhiên em vẫn không được cảm thấy được là cái làn da của em nó có cái độ ẩm mịn sau khi sử dụng cái gói này luôn nha mọi người. Hai cái gói này nè mọi người thì được quảng cáo là nó sẽ khác nhau. Cái gói này là chiết xuất từ lòng trắng trứng, gói này là lòng đỏ trứng. Gói này thì nó kim luôn cái tác dụng là tẩy tế bào chết cho làn da, cho nên là mình sẽ sử dụng cái tuần đầu tiên nha. Tuy nhiên trên cái bảng thành phần của sản phẩm này và đầu video cũng đã có lưu ý là nó chỉ có một bảng thành phần duy nhất, không hề có cái bảng thành phần thứ hai để có thể có hai cái gói này nó khác nhau như vậy nha mọi người. Tiếp theo nữa là khi mà sử dụng lên da, về những cái cảm nhận về cái mùi hương, về cái chất hay thậm chí là về cái tác dụng mà em cảm thấy nó không hề dưỡng ẩm được cho làn da em,
sau khi sử dụng làn da em nó khá là khô luôn á, thì nó đều giống nhau luôn nha mọi người. Thì nếu mà nói điểm khác nhau, nó chỉ có một điểm khác nhau duy nhất là về cái màu sắc của mọi người. Thì cái gói này nó sẽ có cái màu trắng đục, còn cái gói này nó sẽ có cái màu vàng nhạt. Nói chung là nó chỉ khác nhau về cái màu sắc thôi. Còn trên cái bảng thành phần này thì không hề nhắc đến cái hoạt chất tạo màu nha mọi người. Cuối bảng thành phần thì nó có nhắc đến bột trứng, tuy nhiên nó cũng không có nhắc về cái bột của lòng trắng trứng hay là lòng đỏ trứng, nó cũng nói chung chung thôi nha. Post của sản phẩm này thì nói là do cái màu sắc của nó khác nhau, là do cái này chỉ xuất từ lòng trắng, còn cái này chỉ xuất từ lòng đỏ, cho nên là cái màu của nó sẽ khác nhau là như vậy. Thì nói chung là mình cũng tạm tin thôi, chứ em cũng thấy hơi hoang mang về vấn đề này nha mọi người. Còn tiếp theo nữa, về cái câu hỏi mà có lẽ là mọi người rất rất là quan tâm khi mà sử dụng sản phẩm này, là cái sản phẩm này nó có bị hồi tông da hay không, thì em cũng xin trả lời như thế này. Sau khi test sản phẩm này xong, về cái độ cảm nhận đầu tiên sau khi mà rửa sạch và lau khô mọi người, và sau với cái vùng da mà không test, thì nó có lên tông, nhưng mà nó lên tông nhẹ một cách vừa phải, không phải gọi là quá lố so với những cái hình ảnh mà PA quảng cáo cái sản phẩm này tràn lan trên mạng, thì mọi người có thể tham khảo những cái hình ảnh này ha. Quay trở lại về cái họ hỏi là nó có hồi tông da hay không á, thì em cảm thấy là sau vài ngày, và cụ thể là từ 1 tới 2 ngày mọi người, thì làn da em cảm thấy là bắt đầu nó có hồi tông da lại mọi người. Nó có hồi tông da lại nha, chứ không phải là không nha. Nhưng mà không phải nó hồi lại hết 100%, nó vẫn giữ lại cái độ sáng nhẹ, cái độ tẩy tế bào chết của nó trên làn da của em khi mà em trải nghiệm nha mọi người. Nhưng mà ít thôi mọi người, nó tầm khoảng 20-30% là nhiều thôi mọi người. Em cảm thấy nó cực kỳ rất là nhỏ. Còn khi mà sử dụng sản phẩm này, thực tế đối với mọi người là em có kết hợp thêm cái kem body trứng của nhãn hàng này luôn nha mọi người, để em thoa lên cái vùng da mà em test á. Tại vì thực tế với mọi người là em rất là sợ những cái hệ thống của sản phẩm này sau khi mà em phát hành cái clip này sẽ vào nói là do em không thoa cái kem body này kết hợp cùng với cái bộ tắm trắng này, cho nên cái làn da em nó bị hồi tông da là phải, cho nên bắt buộc em phải thoa và em phải sử dụng cái sản phẩm này trong suốt cái thời gian mà em test sản phẩm này luôn á. Mặc dù cái kem body trứng này em đã review rất là lâu rồi, khoảng 4 tháng trước rồi, nhưng mà bây giờ em cũng phải order nguyên một bộ để em có thể sử dụng và thể test lại và review đến mọi người cái tắm trắng này một cách nó chân thực và nó xác thực nhất khi mà em test trên làn da của em nha mọi người. Còn nếu như mà mọi người muốn tham khảo thêm về cái kem body trứng này á, thì em cũng đã làm một cái clip nói rất là rõ về cái kem body trứng này rồi, thì em sẽ để lại đường link dưới phần mô tả, cũng như là cuối video thì em sẽ để cái video vào cuối á, thì mọi người có thể click vào đó xem cho dễ dàng hơn nha. Thì ok, thì trên đó cũng là tất cả những cái review của Thảo về cái tấm trắng trứng của nhà Winnie Skin ngày hôm nay. Và nếu như mọi người còn thắc mắc gì thêm thì hãy để lại cái ý kiến của mình bên dưới, và cũng như là mọi người nếu như mọi người muốn yêu cầu em review thêm một sản phẩm nào nữa thì hãy đừng ngần ngại để lại ý kiến mình bên dưới nha, thì họ sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Và lời cuối cùng thì cuối tuần thì Thảo xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và cũng như là hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Và Thảo xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký, để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.